Thưa quý vị, dưới sự tác động kéo dài của COVID-19, một bộ phận lớn người lao động trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng đã chuyển sang các ngành nghề khác. Đây là một thách thức không nhỏ cho ngành du lịch địa phương khi bắt đầu mở cửa trở lại. Chính vì vậy, việc tiếp tục duy trì, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn là một trong những yếu tố quan trọng trong tiến trình phục hồi ngành này cả trước mắt và lâu dài. Cũng như nhiều đơn vị đào tạo nghề khác, hai năm nay, cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng gặp phải vô số những khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực nói chung, du lịch nói riêng. Với 400 sinh viên đang theo học ngành du lịch, việc cung cấp cho học viên các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết thông qua đào tạo trực tuyến là không hề dễ dàng, bởi đây là ngành học nghiêng về thực hành. Chúng tôi luôn có những cái bài giảng được quay một cách trực tiếp và chi tiết nhất để gửi cho các bạn, để các bạn có thể thực hành. Và đến khi nào mà các bạn vẫn không làm được thì chúng tôi luôn hỗ trợ hết sức. Xác định thích ứng với bối cảnh dịch bệnh nên việc tổ chức dạy và học trực tuyến vẫn được các đơn vị đào tạo chú trọng về chất lượng để đảm bảo chương trình, với mong muốn sinh viên ngay khi trở lại trường học có thể bắt nhịp được với tốc độ đào tạo, kịp thời bổ sung những kỹ năng nghiệp vụ còn thiếu trong ngắn hạn. Một số doanh nghiệp cũng đang đặt hàng với chúng tôi về vấn đề lữ hành, về vấn đề hướng dẫn du lịch, và cũng mong muốn là nhà trường tiếp tục đào tạo những em này theo cái chương trình của họ, để sau này mà đã trở lại trạng thái bình thường mới thì lúc đó là họ sẽ có một cái nguồn nhân lực. Chúng tôi nghĩ rằng điều đầu tiên đó là phải thích ứng với lại cái sự thay đổi đó, với phương pháp đào tạo không chỉ là đơn thuần mà phải tiếp ứng với lại kỹ thuật số, những cái vấn đề nền tảng kỹ thuật số để giúp cho các bạn có những cái hình thức để du lịch thông minh, sinh viên ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực. Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố cũng chú trọng đến việc bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, khuyến khích lao động du lịch quay trở lại làm việc nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiện nay là cái kế hoạch của chúng tôi cũng đã trình và đã về quan điểm thì thống nhất của Sở Du lịch cũng đã thống nhất là cho phép được hộ khách sạn sẽ liên kết để tổ chức hai cái lớp miễn phí này cho đối tượng là nhân viên của các khách sạn trong cái điều kiện mà thiếu cái nhân lực và thiếu cái trình độ để phục vụ kịp thời trong cái mùa du lịch tới đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xúc tiến với Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức thêm hai lớp để dự kiến bổ sung cập nhật kịp thời về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho các cái nghiệp vụ như nhà buồng, nhà hàng và hoạt động về kinh doanh của các bộ phận. Trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động do COVID-19, việc giải quyết ngắn hạn lẫn chuẩn bị dài hạn về nguồn nhân lực du lịch là hết sức cần thiết, nhất là khi Đà Nẵng đang quyết tâm phục hồi, đưa du lịch trở lại thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh thích ứng mới.